Ngày nay, không ít bạn trẻ vì muốn câu view hay nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội đã nghĩ ra những nội dung video rất phản cảm. Cách đây không lâu, một video đăng tải trên mạng xã hội quay lại cảnh cô gái dùng nước bồn cầu để skincare khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, cô gái có vẻ sử dụng chúng một cách thoải mái và không một chút kiêng dè. Thậm chí là cô còn dùng hai tay lấy nước ở bồn cầu để súc miệng thoải mái. Video ngay lập tức đã trở thành chủ đề bàn tán, tranh cãi của cộng đồng mạng. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cô gái, liệu rằng chỉ vì muốn câu view mà bất chấp như vậy có đáng hay không? Đây là một hành động cực kỳ mất vệ sinh và không nên đăng tải lên mạng xã hội. Một số khác lại nhận định có thể cô gái đã để sẵn một ca nước trong bồn cầu rồi mới sử dụng nó. Tuy nhiên, dù có như thế nào đi chăng nữa, nó cũng khiến dân tình phải sợn tóc gáy. Bởi theo nhiều người, ngay cả cúi xuống bồn cầu cũng đã thấy ghê, chứ đừng nói là ngồi diễn. Trời ạ, không biết phải sự thật không, nhưng mà hành động này là quá đáng lắm rồi nhé. Ai đó có cái đĩa bay không, cho tôi về hành tinh của tôi với, thật sự là bất lực với cái thế giới này rồi. Chỉ muốn nói rằng, hãy làm việc chân chính và dùng đầu óc đi, bớt mấy cái trò câu view lại bạn trẻ nhé. Nó chẳng hay ho gì đâu, một số cư dân mạng bình luận. Hiện nay, rất nhiều người dùng mạng xã hội để khiến bản thân nổi tiếng và kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, ngành nghề nào cũng cần đổ công sức và đặt cái tâm lên hàng đầu. Vì vậy, dù là việc gì, hãy tạo ra những video độc lạ, mang lại những lợi ích và ít nhất không gây phản cảm cho người xem. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!